Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3300, một chiếc xe mà rất là phù hợp cho các bác thích đi thể dục hay là ngắm đường ngắm phố, đi trong những cái tuyến phố bình thường hàng ngày. Thì chiếc xe Touring nó là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Thì em về chiếc Touring Gian FCR 3300 được trang bị bộ chuyển động full Shimano Atut, tông màu là đen và kẻ chỉ xanh, rất là thể thao và trẻ trung. Nhôm là công nghệ nhôm Alux, bánh 700C. Toàn bộ khung của chiếc xe đây, toàn bộ là nhôm hết. Nhôm cũng khá là nhẹ. Công nghệ nhôm Alux, công nghệ rất là nổi tiếng của Gian. Do xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó có một số những cái vết xước, xước nhỏ, xước răm thôi, là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì nó còn tương đối là đẹp, sơn nó cứ rất là bóng mới. Sử dụng full bộ chuyển động Atut, từ gạt đĩa, để chuyển số, rồi full Atut hết 9 tầng lip. 1, 2, 3, 4, 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, bánh 700C nguyên bản. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị, đây là tay phanh cơ và bấm của Shimano luôn, 9 speed, ghi toàn đây là 9 speed, này 3 có 9 lít 3 đĩa. Ngoài mưa hơi to, nó hơi ồn. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m71-72 đi phù hợp. Và vừa em mới đánh giá nhanh chiếc xe đạp Touring Gian FCR 3300 cho các bác xem với mức giá là 8 triệu đang bán tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.